Xin chào toàn thể quý vị. Hiện tại thì nhà đẹp 1992 đang đứng giữa hai con xe, một con xe biển số Bình Dương và một con xe biển số Sài Gòn. Và căn nhà mà ngày hôm nay nhà đẹp 1992 muốn mang đến cho quý vị nằm trung tâm của khoảng cách giữa Bình Dương lên Sài Gòn. Căn nhà này có địa chỉ nằm ngay tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ vị trí căn nhà của chúng ta mà lên thành phố Thủ Đức, Sài Gòn của chúng ta á, là cách đúng 4 cây số quý vị nhá. 4 cây số thôi. Một căn nhà nằm một cái vị trí nó khá là đắc địa luôn, phường Thuận Giao. Gần đây tiện ích chúng ta có là gần chợ đêm Hòa Lân này, chúng ta gần với bệnh viện Columbia này, gần với là khu nghiệp V-Ship 1 Việt Nam Singapore, gần Aeon Bình Dương, gần Lotte Mart Bình Dương. Một căn nhà nằm khu dân cư với trục đường nhựa quý vị này. Trục đường nhựa này thì có bề rộng lên đến là 6m. Vỉa hè đây của chúng ta thì mỗi bên sẽ là 3m nha anh chị nhá. Cây xanh, điện, âm nước, máy, vỉa hè đạt chuẩn hết rồi. Và trong khu dân cư này xuất hiện một căn nhà đây quý vị này. Bề ngang của chúng ta sẽ là 4m, còn bề sâu vào của chúng ta sẽ là 15,5m. Tổng khuôn viên của cái công trình nhà ở ngày hôm nay sẽ là 1 trệt 2 tầng lầu. Chúng ta có tum ở phía trên luôn. Công trình nhà ở này thì có diện tích là 62m² và phun thổ cư hết quý vị nhá. Xây đúc đổ 3 tấm rất là kiên cố. Và đây là một cái công trình theo mẫu hiện đại mà hiện tại bây giờ đang rất là thịnh hành của năm 2024 này. Thì bên ngoài mặt tiền thì quý vị các bạn thấy là chúng ta sử dụng theo kiểu mẫu hiện đại. Và ở đây thì sử dụng hai tông màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu ghi xám như thế này. Ban công thì chúng ta sẽ sử dụng là ban công vuông với inox quý vị nhá. Inox để chúng ta bố trí ở khu vực lan can này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phía bên trong để tham quan xem một căn nhà phố nằm ngay tại phường Thuận Giao thì có gì đặc biệt. Và báo giá luôn cho quý vị, 3,9 tỷ nhá. 3,9 tỷ chúng ta đang còn thương lượng. Và căn nhà này của chúng ta có hướng là chính Tây nhá. Chính Tây. Quý vị chúng ta mà thấy video này và căn nhà này phù hợp thì chúng ta phải nhanh và anh chị chúng ta phải gọi liền nhá. Gọi liền cho nhà đẹp 1992 nha quý vị nhá. Đây sẽ là cửa này, cửa để chúng ta dẫn vào đây. Mình sẽ có hai lớp, một lớp cửa sắt để chúng ta kiên cố ở bên ngoài, và bên trong là hệ cửa 4 cánh Sinfa kết hợp vào đó là kính cường lực. Và đối với căn nhà phố ngày hôm nay sẽ tặng full nội thất cho quý vị và các bạn. Nhà này bố trí 4 phòng ngủ và trong đó thì có 3 phòng ngủ là đã được bố trí nội thất hết rồi và tặng hết nội thất quý vị nhá. Đây thì em đang đứng ở ngay không gian phòng khách đây. Ở trên thì sẽ là trần thạch cao, chúng ta có quạt này kia đầy đủ rồi. Bàn ghế sofa thì có sẵn ở đây cho anh chị. Ở sau đây thì bức vách này thì sử dụng bằng tấm nano. Đan xen vào đó chúng ta sẽ có những cái viền chỉ màu đen được bố trí ở đây. Và ngăn cách giữa không gian phòng khách, cầu thang thì mình sẽ có một cái hệ lam rất là to đây quý vị các bạn. Đấy, hệ lam này thì to và được làm bằng gỗ tự nhiên hết quý vị nhá. Bên này sẽ là kệ tủ tivi này. Và vẫn vậy thôi, bức vách ở đây thì bố trí khá là nhiều. Gạch nền dưới này thì gia chủ sử dụng theo cái khổ khá là dài luôn. Khổ này thì rớt vào khoảng tầm 50 1m2 quý vị nhá. Đấy, rất là dài luôn. Đấy, và đây thì gia chủ sử dụng rất là nhiều tấm nano bản rất là lớn luôn này để chúng ta ốp cho cái khu vực căn nhà của chúng ta. Và đây sẽ là phòng ăn của căn nhà mình đây rồi. Ở trên thì có quạt rồi, có đèn, có thạch cao này kia. Bàn ăn đây, 6 chiếc ghế quý vị nhá. Có những video thì em sẽ đi nhanh và có những video thì chúng ta phải quay chi tiết để cho quý vị chúng ta hình dung được. Và quý vị xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi và tiếp cận được hàng triệu mẫu nhà đẹp trên kênh YouTube Nhà đẹp 1992 quý vị. Ở đây chúng ta có tủ trên tủ dưới này kia thì đóng bằng gỗ sồi hết quý vị các bạn này. Đó, đầy đủ cả rồi. Ở trong thì có chạy meca luôn. Bên này cũng vậy, sử dụng rất là nhiều bản nano, bản lớn nhé. Đấy, để chúng ta ốp cho cái khu vực ở dưới tầng trệt này. Và không gian sau này thì mình sẽ có giếng trời này, có lavabo, có gương. Đó, lavabo và gương thì gia chủ sẽ bố trí ở đây. Và ngay đây sẽ có một cái nhà vệ sinh để chúng ta phục vụ trong việc là mình sử dụng sinh hoạt ở khu vực tầng trệt này. Căn nhà này có hướng là chính Tây và địa chỉ nằm ngay tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý vị nào chúng ta muốn xem thực tế căn nhà này thì có thể alo cho em theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Mình hãy tới là Bệnh viện Quốc tế Columbia hoặc là chúng ta tới ngay cổng của khu nghiệp V-Ship 1 hoặc nữa là kế bên là có Aeon Bình Dương. Hãy điện cho em theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Em bấm quý vị vào chúng ta xem thực tế luôn. Cầu thang thì về bề rộng nó rớt được khoảng tầm 1m4. Ở đây thì đá đen cổ dựng màu trắng nhá. Và giá đỡ inox 304.
Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhà đẹp 1992 mình di chuyển lên khu vực ở trên lầu 1 để chúng ta tham quan và chúng ta khám phá xem là ở trên thì phòng ngủ sẽ được bố trí nội thất như thế nào. Và căn nhà này thì có đến 4 cái phòng ngủ quý vị ạ. 4 phòng ngủ thì trong đó là có 3 phòng ngủ đã được trang bị full nội thất cho quý vị rồi. Đây thì chúng ta đang ở lầu 1 đây. Mình sẽ vào căn phòng ngủ đầu tiên đây quý vị này. Đây sẽ là phòng master. Phòng này thì có cái ưu điểm là chúng ta sẽ ăn ra cái view của mặt tiền. Đó, nên là diện tích thì có phần lớn hơn. Đây thì có bàn trang điểm này kia đây. Đấy, gương thì chỉnh 3 màu đây quý vị này. Chỉnh điện 3 màu luôn. Rồi thì bên này là kệ giường. Kệ giường này thì 2m. Và tủ đồ này kia đây. Đó, đầy đủ hết rồi. Tất cả các căn phòng của chúng ta thì ống đồng điều hòa đã chừa sẵn cho quý vị các bạn hết rồi nhá. Và ngay đây thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín đây để chúng ta sử dụng cho cái căn phòng này. Trên này chúng ta sẽ bố trí đến 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ thì đều được bố trí nhà vệ sinh khép kín cho quý vị các bạn cả. Và đây sẽ là căn phòng ngủ thứ hai đây. 3 tỷ 9 nha quý vị nhá. 3 tỷ 9 cho cái căn nhà 4 phòng ngủ và có nội thất cơ bản rồi. Nhà hướng Tây. Đây phòng ngủ thứ hai đây, có cửa sổ này. Bên này là kệ giường. Bên này là tủ đồ đây. Nói chung là về cái vấn đề nội thất ở trong căn nhà này thì được bố trí và thiết kế giống nhau, cơ bản là như vậy. Và đây sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín đây. Đầy đủ về trang thiết bị hết cho quý vị nhá. Một căn nhà sổ hồng riêng, pháp lý là sổ hồng riêng. Mua bán thì có thể là 5 đến 7 ngày là chúng ta mua bán công chứng liền thôi. Đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tiếp tục chúng ta di chuyển lên ở trên lầu 2. Ở trên này lầu 2 này thì chúng ta sẽ bố trí thêm 2 cái phòng ngủ và chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh để chúng ta sử dụng chung cho 2 căn phòng này. Ngoài ra thì nhà chúng ta sẽ có một cái tum ở phía trên. Ở trên thì mình sẽ có là sân thượng trước sau. Đây quý vị ơi, đây là lầu 2 đây nhá. Chúng ta vào căn phòng ngủ thứ 3 đi. Phòng ngủ thứ 3 này thì về diện tích cũng như là bố trí ở trong này thì nôm na thì giống như căn phòng ngủ đầu tiên thôi. Cửa sổ này kia này, bên này kệ giường, còn bên kia là tủ đồ. Đấy, nhà thì được trang bị đầy đủ full nội thất hết cho chúng ta rồi. Mình chỉ có là xách vali vào chúng ta ở thôi. Đây có cầu dao này, bật đèn lên, ai rất sáng. Ngay đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh để chúng ta sử dụng chung cho 2 căn phòng ở trên lầu 2 này. Phường Thuận Giao quý vị nhá. Mình di chuyển ra quốc lộ 13 thì khoảng tầm chưa đến cây số thôi. Nó nằm ngay mặt tiền đường 22 tháng 12 luôn. Và đây là cái phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ này thì chưa được trang bị nội thất nhưng mà cơ bản thì có cửa này. Gạch dưới này thì đi theo khổ là 60-60. Và tất cả các cửa phòng chúng ta thì sử dụng là nhôm kính Sinfa. Nhôm kính Sinfa rất là chắc chắn luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên ở trên phòng thờ gia tiên. Và ở trên đấy thì có sân thượng trước sau luôn cho quý vị các bạn. Giờ này là 12 giờ hơn rồi quý vị nhá. Nhưng mà căn nhà này thì mới hoàn thiện vào sáng ngày hôm nay thôi. Mới vệ sinh công nghiệp, mới hoàn thiện sáng nay thôi. Nên là em tranh thủ em review lên cho quý vị. Cho anh chị nào chúng ta cần thì chúng ta có thể tới mình xem luôn. Đây là trên tum quý vị này. Sân thượng phía sau đây. Được rào khung sắt bảo vệ lên rồi. Trên có lợp mái tôn nhá. Đấy, những chi tiết nhỏ như là chỗ này phơi đồ đây thì cũng đã được gia chủ bố trí hết cho chúng ta rồi. Đấy, khu dân cư này thì xây khá là đồng bộ hết. Một trệt hai lầu hết quý vị nhá. Đấy. Và đây thì chúng ta sẽ di chuyển ra đây. Ngay khu vực dưới nhà đây thì mình sẽ có một cái giếng trời. Một cái giếng trời nhỏ nhỏ thôi để chúng ta lấy thoáng quý vị nhá. Phòng thờ thì bố trí ở đây này. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đấy. Vừa đủ thôi quý vị nhá. Đấy, nhà hướng Tây. Bên ngoài này sẽ là sân thượng phía trước đây. Trên này thì anh chị chúng ta có thể làm bộ bàn ghế. Mình ra đây. Đấy, chiêu chiêu thôi. Đã được rào lên hết rồi. Rồi quý vị. Rồi, em mới review xong cho quý vị một căn nhà sổ hồng riêng nằm ngay tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giá bán đúng 3,99 tỷ. 3 tỷ 9 này không phát sinh thêm chi phí nào nữa cả. Pháp lý là sổ hồng riêng. Nhà có hướng chính Tây. Anh chị nào quan tâm căn nhà này thì alo liền và phải nhanh quý vị nhá. Nhanh, xem nhanh và gọi nhanh. Còn buổi review của em ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chào quý vị và các bạn.